mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Bất luận trả lời là tốt hay là xấu, là lành hay không lành đều phải nên chấp nhận. Giả dụ như có người đồng tu hỏi tôi, ông ta biết tôi học pháp này, ông nói mình có một vấn đề nan giải chưa giải quyết được. Vì ông di dân đến Hồng Kông, nên hai đứa con trai của ông cũng muốn đến Hồng Kông học. Trường ở Hồng Kông tốt hơn ở Đại Lục. Ông hỏi tôi có thể bói thử chăng? Được, tôi liền bói cho ông. Bói như thế nào? Hai người con trai này nên đến Hồng Kông chăng? Kết quả có sở cầu nhưng không đạt lắm. Tức là những gì quý vị cầu rất khó đạt được. Vì ông ta hy vọng hai người con được giáo dục tốt, nhưng bói nói rằng không kết quả lắm. Ông ta cảm thấy Bồ Tát Địa Tạng rất tương ưng. Tuy là điều không lành nhưng rất tương ưng. Quý vị nên tin tưởng. Vì vậy mà ông ta không đi Hồng Kông nữa và tìm trường học ở Thẩm Quyến. Một thời gian sau, ông gọi điện cho tôi lòng đầy hoan hỷ. Cũng may nghe lời Bồ Tát Địa Tạng, bây giờ tôi đã tìm được trường học tốt nhất ở Thẩm Quyến. Tốt hơn rất nhiều so với trường ở Hồng Kông, mà học phí lại rẻ. Tôi nói ông xem, đây chính là Bồ Tát Địa Tạng nói ông biết. Bây giờ đã tin, đúng vậy chăng? Trường hợp này chứng minh kết quả quý vị bói được, mặc dù là vượt ra ngoài dự liệu, đều nên tin tưởng. Mà Bồ Tát Địa Tạng cũng đang hộ trì quý vị, sắp xếp tốt nhất cho quý vị nên tiếp nhận. Ha ha ha,